bội thử máy, còn hai chiếc sau nữa nhưng mà chưa có lôi ra, quên mấy chiếc trước rồi. Sáu không bốn không giờ còn 4 chiếc, 7040 còn 1 chiếc, đặt giặt 3 cái máy cày ở đây nữa, 5018 rồi. Không bốn không nữa, 7040 à. Cái này nó khác cái 704K nha, tại vì cái này nó sản xuất ra Thái, 7040 là ra Thái nha. Còn 704K là nó sản xuất ra Trung Quốc. Nên các bác phân biệt rõ giùm. Đây, con này mới bảo dưỡng xong, đi Đức Bình, Tánh Linh của Bình Thuận thôi. Mới gấp dần sới, mới gấp dần sới vô. Chìa khóa đâu? Mới xong đè mầm đi mà. Rồi giờ bắt đầu chuẩn bị lên máy. Đây là dàn cài của nó nè. Rồi bắt đầu giờ lên máy nha. Lên bắn phân kìa.
thì ở đây nó có cái nút đăng ký nè, các bác thấy không? Thì các bác nhấp vào cái nút đăng ký đó là các bác sẽ theo dõi kênh bán hàng của mình đó. Là tức là sẽ nhận được những video sớm nhất về tình hình những cái máy để mình cập nhật từng chiếc ha. Rồi, cảm ơn các bác nha. Đây, chỗ này nút đăng ký nha. Rồi, thì các bác có thể cập nhật tình hình máy xíu. Bữa nay mới về thêm một lô máy 18 chiếc nữa. Giờ máy gặt 70 thì trong kho còn khoảng 45 chiếc á. Còn máy cài thì cũng mới về để trước mình quay. Mình là ở công ty Thủy Tiên nha, thuộc tỉnh Vĩnh Long. Ngày thì xã Vĩnh Long luôn. Đây, trong đây cũng một người máy trong xe cơ. Nói chung là nhiều máy để cho các bác lựa, dễ chọn lựa hơn. Đủ loại đủ giá hết. Thì cảm ơn các bác đã lâu nay đã theo dõi cái kênh bán hàng của mình. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa. Thì các bác nào ở xa thì bên mình vẫn bố trí giao bình thường nha, các bác cứ yên tâm. Mình giao hàng toàn quốc. Máy có sẵn thì các bác lựa rất là nhiều. Mình gần trước quay trước cho các bác xem. Đây là địa chỉ công ty nha các bác. Cái chỗ chính giữa số 0 với số 7 các bác xem số 2 là các bác điện được cái mã dụng thay đổi á. Đây là máy cài trước. Đây là máy cài mới, Massey Ferguson. Mình làm đại lý chính hãng. Trong nè. Máy cài 7040. 7040. 6040 đủ hết. 5018 chạy lướt cũng có nữa. Máy cụ rơm nè. Đây, 5018. Hiện tại là bữa nay ngày 12 tháng 10 nha, còn 45 chiếc máy gặt á, máy cài khoảng hơn 15 chiếc. Ngày mai mình về tiếp thêm một lô máy bên Thái nữa, 4708. Chiếc này DC70G nè, ngày mình sẽ hạ bọn các miễn phí nha. Đây, những cái máy nào bán rồi thì mình sẽ làm bảo dưỡng miễn phí vô. Thì theo mức độ của từng máy ha. Nói chung thì máy cũ thì tiền nào của đó thì mình sẽ cố gắng hoàn thiện. Như như chiếc này máy giá rẻ nè, mình sẽ đã hết rồi, mình làm lại cho các bác. Đó. Như này cũng đang bảo dưỡng đường xong rồi. Rồi, cảm ơn các bác nhiều.